chúa thì nó chỉ ăn trứng gà. Ừ, chúa nó chỉ ăn những cái con rắn bé, những loại rắn kia thôi. Đi anh. Ui, ui. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao đấy. Các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Này giọng này với con còn không ấy nhỉ. Đây mọi người, anh em mình nhận được cuộc gọi của mấy nhà dân quanh quanh đây, còn lúc nào đi tối hay đi ra ngoài hay phát hiện cặp rắn to dài đen xì. Đấy, ăn cho cái rãnh này được. Cặp rắn gì? Đen xì dài nghi vớ vẩn hổ chúa. Hổ chúa mấy khi nó đi đôi nhỉ? Có anh nhỉ? Có mùa đang phối thì phải. Ừ. Đây anh em mình vừa lấy lần dọc cái khu này. Bên kia rồi mình chưa nhìn thấy đâu. Mà cứ tối lại xuất hiện. À thế. Chiều tối. Ừ. Tầm giờ này. Tầm này á. Khoảng 3:30-4 giờ rồi nhá. Giờ tìm lên thế này thôi anh. Dọc cái chỗ này thôi, đoạn này thì chắc có rồi. Có lỗ không, anh nhìn nó có lỗ như là. À, cái bò tường nó thông ra nhà. Nhưng mà theo lời người ta kể mà cứ bắt đầu chấm tối cái là hai con rắn đấy nó xuất hiện nhỉ. Ừ. Nhưng mà nghe thế nó cũng ghê. Đấy, bò đen xì mà dài. Đấy. Thì mấy anh em chú chó mình cứ... này mà vẫn trèo lên thì cũng... Đây, từ dưới tường nó có cái nỗ thông kìa. À, đang nỗ thông đây. Đang nghĩ là hổ chúa. Nhưng mà chưa chắc được. Từ dài mới đen thì. Đây này. Đấy. Nỗ như này mà. Nỗ thông xuyên qua kìa đây. Em sẽ bảo sao vậy mà em bảo quái lạ mà. Mà cái trường cao này mà nó vẫn trường được. Cái này mà. À, nỗ khăn nước. Đây mọi người này. Đây cái lỗ nước thì tay thông hàng sang ở bên kia mà. Hết cả mình. À ha. Đúng rồi. Đây này. Ừ, lỗ thân nước sang bên này. Đây nó đi vào. Nó đi lại lại. Nó đi lên ra rồi kia xem. Khá rộng mọi người. Nếu mà phải hồ chúa thì anh em mình cũng bắt di chuyển đi. Di chuyển đi ra chỗ khác không? Chứ để đây lỡ may nó vào nhà người dân rồi. Người ta vừa sợ. Đôi khi cũng là nó sợ là nó cắn người dân ấy mọi người. Hồ chúa thì nguy hiểm lắm. Hồ chúa thì cắn thì hơi quá nguy hiểm luôn ấy. Không.
kia có gấu kìa. Kia kia, mình thấy cái hòn đá đấy đấy. Để nhiều gỗ lỗ thông nước toàn lỗ thông thôi. Vì cái này người ta xây nền gạch từ dưới toàn lỗ không. Đấy, rắn đi ta đi vào nó bình thường. Rậm rạp đi. Này đi lần hơi khó. Quanh chỗ này chỉ có 2-3 nhà thôi mọi người. Đi cánh này cháu nhảy kìa. Chỉ có 2-3 ngôi nhà gia đình ở đây. Liệu nó có làm trong can này không? Không, không, không chắc không có. Can gì? Đây giống nhiều có con gì nó cứ quầy đấy nhỉ. Quầy nát đây này. Không. Đây. Phía trong bờ tường ấy. Đúng không? Đâu chó hay rồi. Hay chó. Không phải. Nhìn xem mà xem, cứ nhìn. Anh lên đấy anh nhìn kỹ xem nào. Giờ anh với chú tìm đấy nhá. Giờ này nó ấy lắm anh ơi. Hả anh? Giờ này luôn nhiều lỗ lắm. Ừ, đây này. Còn lỗ thông. Cái gì? Giờ anh với chú tìm đấy nhá. Để em sang bên này em tìm. Chia nhau ra tìm chứ mà giờ mà cứ ở một chỗ như này thì bây giờ mày cứ lấy đi, mày đi lục sục đằng kia đi, để lục sục đằng này. Ai bắt mày lục sục với tao luôn. Mày sục thì mày cứ sục, mày thấy mày phát hiện mày bảo tao. Giờ tao đi sục bên này. Mấy căn nhà mà có thì người ta đã gọi ngay nhỉ. Yeah. Đấy, sợ quanh quanh đây nè. Nổn ra theo cái bụng này thì cũng bị cối nhưng mà không phát hiện được. Để chắc là vào trong ấy. Vào trong cho ăn trứng gà cho nó lại. Đúng ra rồi. Nhưng mà nếu mà chúa thì nó làm gì ăn trứng gà? Chúa không ăn trứng gà. Ừ. Chúa nó chỉ ăn những cái con rắn bé với loại rắn kia thôi. Anh đấy con. Không thấy à? Ai trời ơi, con đám này. Giống nhiều cái có con gì nó cứ nằm yên nằm đây này. Đâu? Cái gì anh? Cái gì anh? Cái gì anh? Con gì anh? À, con gì anh? Ui. Ôi giời ơi. Ai? Trâu. Ui trời trâu. Ui dài. Dài lắm. Ui giời ơi. Mới xem này. Ui. Ui. Nó lượn nhanh lắm. À. Nghe là thằng kia thì đen xi. Ui giời. Chạy đúng rồi. Đây này. Ui giời. Bắt khủng lắm rồi. Quá tẩm lợm nhỉ. Dài mới to luôn. Cẩn thận anh ơi. Ui luôn. Ai nhìn người quá. Ui giời này sao giống chúa. Đây à. Mọi người xem này. To chưa? To bóng lặng luôn này. Ui. Quá khủng khiếp luôn mọi người. Cái này cũng không phải chúa đâu. Ừ. Ui. 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 Ê, túi đây em ơi. Túi đây. Ui, cũng giỏi con ấy. Đây, nó mổ em nhá. Thế thì chắc là đúng rồi, bọn này đi vào nhà ăn trứng rồi. Đúng rồi. Yeah. Thế khả năng là hổ trâu ấy mọi người nhá. Ừ, hổ trâu thôi. Chứ không phải là hổ chúa đâu. Nếu mà hổ chúa thì nó sẽ... Cái con này vải ác nhỉ. Đúng chưa? Ui giời. Ừ. Đấy. Ui giời, nó tiền. Nó lườn này. Lườn gì? Đẹp chưa? Đấy. Đẹp cái vẩn. Ừ. Như chúa luôn. Ui, nó vừa. Ướm nhỉ. Đấy. Ôi. Dạ. Nó vừa luôn. Đây là con thỏ. Đấy. Đẹp này. Đây là bọn này nó vào ăn trứng gà. Kìa. Ui.
Ui à. Cái gì? Ui ôi. Còn con nữa này. Đâu? Ui, đây 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 đây. À. Ồ, thò đầu, vừa thò đầu thấy cháu nhảy lại cái nó ấy luôn. À, đây đây. À. Đây này. Ui giời. Tan đường đi này. Ui giời. Ui giời ơi giời. Thấy chưa? Ngồi luôn. Ui. Đây 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 đây, ấy 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 con kia vào đi anh ơi. Ui giời ơi. Thế là đúng rồi, một cặp luôn rồi. Thế một cặp luôn rồi. Nó siết. Siết chặt chặt. Vào vào. Ui giời, cháu đang nhìn thấy đúng không? Ừ. Thế đầu nó lùi ra đây. Cháu nhảy tính vô gãi nhưng mà đá nhiều quá cháu sợ. Thế nó lại tụt đầu vào. À, cái đá hầm đá này. Ừ. Chắc là đôi này nó nằm đây rồi. Thế người ta bảo một đôi mà. Cặp luôn. Đúng một đôi luôn. Ui giời, đá rơi đấy. Không biết phía trong là con nào không. Ui giời ơi. Thấy chưa? Ui luôn nha. Đấy. Con này lớn rồi. Úi giời. Này. Úi giời. Đuổi nó rồi. Đầu nào mình tận tích bên dưới. Cẩn thận nhanh nhá. Quay ra nó đớp ấy. Cái này là hổ trâu thôi. Trâu trâu trâu. Không phải hổ chú nữa đâu. À, cái đầu. Đó đấy, kia, kia, ấy, ra đi em ơi, đi à, ấy à, đi à, thử điện thoại luôn, à. Ồ, con kia rồi, đi này, rồi đúng rồi đi rồi, ồ, tốc độ của nó con này, ôi vậy tốc độ con này nó nhanh gấp mấy lần con kia, ôi trời, mổ phát vào chim luôn rồi, à, loay con này, dữ dọa luôn đấy mọi người. Đây, nhìn tốc độ chạy của nó này. Đấy, ngồi thế rồi. Đấy, đấy nó vừa chạy bắt đầu rồi. Răng ghè đấy. 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 Hả? Kinh như. Đấy. Kìa, bắt lại không có chạy mất đấy. Đây rồi. Đấy, chạy đi rồi. Đi rồi. Sợ chui trong bụi rẫm chứ còn. Rồi. Lên chỗ này thoáng này cho mày chạy thoải mái đi. Ui, con này như béo hơn con kia sao? Con béo hơn. Ấy nhưng mà con này dữ hơn. Con này phải nói bộ dữ rồi nó kinh à. Ui à, tiếng có phì à. Ui à. Ấy, tiếng có phì đây này. Nói được rồi. Phì chứ. Tiếng con thọ. Mày mổ tao. Ui trời. Mày mổ. Ấy. Đâu, tụi em chơi. Ây à. Thấy chưa? Vắt một phát về sau luôn. Ui. Nói em cầm chiều. Mà mày kinh nhật. Mổ tao đi. Nó mổ một phát luôn. Đấy. Đừng. Con này mổ nhanh lắm. Thử chưa. Đây. Kiếm một cái gừ lên. Cầm tầm này đấy rồi. Kê luôn mọi người nhá. Đấy. Chưa đấy. Tiếng thở rồi. Ý giời. Ba kinh chủ luôn. Đấy. Đấy mọi người nhá. Thế là không phải. Không phải hổ chúa mọi người. Rất may mắn là không phải hổ chúa. Này hổ trâu thôi. Hổ trâu. Da nó bóng, nó vào xoay gương được cái gà của người ta hơn. Nó phải ra ngoài này. Sợi này trứng bệnh. Gà thì thôi rồi. Cho túi, để anh em mình tiếp tục kiểm tra xem. Cho túi anh. Cái mé bên kia vẫn còn nhiều ấy nữa mọi người. Mé bò bên kia. Đánh khả năng là có nhiều lỗ đấy. Thì anh em mình bây giờ sẽ tiến ra đằng kia. Thì video này anh em mình xin kết thúc đây mọi người nhá. Mời xem video nhớ like cái kênh của mình cũng như các anh trong team mình nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Vô phát đau hết. Ừ lúc đấy mày nhảy vô phát đấy. Chợt.